tình nhân nhớ quanh đời, một mái che nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống thanh bình, ai nghèo cũng có cây đàn chapi. Khi xuân lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người xa tơ lầy. Dạ vâng, kính thưa trên các cụ bà con nghe các quý và nhiều bộ bạn nam nữ thanh niên. Và lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chuyện đời, cũng thay mặt cho các đoàn quan viên gia đình họ nhà trai, họ nhà gái, và cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị chị chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các thân mến, cùng với một chút nắng, một chút gió và cũng như cùng một chút bụi đường đã mang quý vị anh chị chúng ta trở về với hội trường cưới của phái đoàn quan viên gia đình họ nhà trai của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, và quả đúng là chúc cho sum họp một nhà, chúc cho hai bạn mặn mà tùy duyên, chúc cho hai họ bốn bên, cô dâu chú rể nên duyên tháng ngày, ai có yêu khi lần đầu gặp gỡ, ai có vui khi tiếng nhạc rộn vang. Và khi tiếng nhạc rộn vang báo hiệu lễ đính hôn của đôi tân lang và tân nhân được bắt đầu, được sự đồng ý của hai bên chính quyền địa phương cũng như của hai bên gia đình, và đặc biệt hơn là được sự đồng ý của chú rể Đức Long cũng như cô dâu Đỗ Mến. Những người làm trình của chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin được phép bắt đầu. Chúng ta nổ một tràng tay thật to để lên tặng cho đôi tân lang và tân nhân.